Học từ đầu.com ra bài tập. Các bạn tạo ra một cái trang web có cái giao diện như sau. Đây là cái thu nhỏ lại cho các bạn nhìn thấy giao diện tổng thể hơn. Đấy, còn đây là giao diện chuẩn. Giao diện là cả cái kích thước bình thường. Thì tất cả những cái nội dung bên trong, ví dụ như HTML, những cái khung ấy thì tôi đã cho hết rồi. Ví dụ những cái link về hình ảnh này, hoặc những cái dòng chữ này, các bạn có thể vào học từ đầu.com trên A trên web 1.txt. Các bạn download cái nội dung này xuống và các bạn viết thêm thẻ vào đây. Và viết thêm cái phần CSS này, nó viết thiếu các bạn viết thêm đầy đủ vào để cho nó có thể chạy được như cái trang này. Thì yêu cầu là gì? Yêu cầu ở đây là không những chỉ tạo được ra một cái giao diện giống như thế, mà về cái cách đặt tên, các bạn phải đặt tên các cái thẻ sao cho semantic đấy, và các bạn phải đặt tên ID và class sao cho sensible nhá. Nếu mình tức là chúng ta phải đặt tên có ý nghĩa, và đồng thời chúng ta phải đặt làm sao cho nó có cái tốc độ load nhanh nhất. Đấy, thì ở đây là ba cái yêu cầu của cái bài tập này. Này, cái này có thể viết được là HTML semantic, semantic HTML thì có vẻ chuẩn hơn.